Xin mời Chủ tịch Minh Châu hát trích đoạn đời cô Lựu ạ. Việc gặp tôi hay là không gặp, cô có lỗi gì đâu. Hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô đến đây để làm chi nữa? Ôi những lời nói đau như kim châm mũi sắc. Mình ơi, dẫu biết rằng lũ mấy giờ không còn là lũ của ngày xưa nữa, nếu như con lũ ngày xưa để cho mình thương yêu, mình quý trọng, thì lũ mấy giờ đang để cho mình trách mắng đối với con. Nó đã mặc tình theo bông chim tâm ca, đối với chồng nó đã cải giá, cho nên nó mới nghe lời. Nhưng mình ơi, con lũ cải giá là nó đã nuốt nước mắt vào tim để rồi bớt cô mang đồng im à. Để sáng sông với cơn lốc đảo đi nghiệt ngã tới bên, theo dòng nước xoay mà về bến cũ. Nhưng ai có ngờ bến nói ra rằng cuộc sống từ lâu nước mắt không rơi bớt được cơn sầu, cũng không đổi được cái án tù hoàng cung đầu. Cây tùng bạch nhã nghiêng vì bao tác phong ba, thì dây ngắn đằng cũng rời thân dù wow.
việc làm để lo cho tôi thoát khỏi an quan. Không, nhưng cô ơi, sống nơi hải đảo cô đơn, tôi đã học nhiều bài học, nào là biển cả mò trai, rừng sâu cho Quyền Lê một buổi giao lưu thật là vui vẻ và ấm áp.